Vì sao Suarez từ chối cùng Messi sang Mỹ chơi bóng? Cựu tiền đạo Barcelona, Luis Suarez vừa có những chia sẻ gây sốc liên quan đến việc nghỉ hưu của cả hai đồng đội cũ Lionel Messi và Neymar, đồng thời nói do anh không đầu quân cho Miami. Ngôi sao người Uruguay cho biết anh và Messi chắc chắn sẽ nghỉ hưu cùng nhau. Suarez cũng chia sẻ thêm rằng Neymar cũng đã tham gia trong cuộc thảo luận về việc treo giày sau một thời gian dài thi đấu đỉnh cao. Cựu tiền đạo Barcelona, một phần của bộ ba MN nổi tiếng, nói với Albiceleste Talk, chúng tôi đã thống nhất việc nghỉ ngơi với Neymar. Tôi và Messi hy vọng sẽ trải qua những ngày cuối cùng của sự nghiệp ở cùng một câu lạc bộ. Chúng tôi chỉ tận hưởng niềm vui bóng đá và chơi bóng như chúng tôi thích rồi nghỉ hưu cùng nhau. Tôi không biết về Neymar, nhưng Messi và tôi chắc chắn sẽ đá chung câu lạc bộ. Lionel Messi vừa thông báo anh sẽ gia nhập đội Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ với tư cách cầu thủ tự do sau khi hợp đồng với Paris Saint-Germain. Kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Suarez cũng đã được hỏi về việc anh có tham gia cùng đồng đội cũ tại Mỹ hay không. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay đã bác bỏ khả năng đó và cho biết anh có hợp đồng với Grêmio cho đến năm 2024. Điều này là sai. Thông tin đó không đúng sự thật. Tôi rất hạnh phúc ở Grêmio và tôi có hợp đồng cho đến năm 2024. Tôi chưa tính chuyện đá cùng Messi ở Mỹ. Suarez đã chơi chung với Lionel Messi 258 trận ở Barcelona, ghi được tổng cộng 99 bàn thắng. Mới đây, Lionel Messi đã chơi trận cuối cùng cho PSG trước Clermont Foot, ngôi sao người Argentina gia nhập câu lạc bộ nước Pháp vào năm 2021, dưới dạng cầu thủ tự do sau khi Barcelona không thể gia hạn hợp đồng của anh do quy định về mức lương tối đa của La Liga. Messi đã ghi được 32 bàn thắng và cung cấp 34 đường kiến tạo trong 75 trận đấu trong hai mùa giải cho câu lạc bộ. Anh đã giành được 3 danh hiệu, trong đó gồm 2 chức vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, đây là một khoảng thời gian không ấn tượng của Messi so với lúc anh ở Barcelona. Sau khi chuyển đến Inter Miami, Messi đã chia sẻ về thời gian của mình tại Paris. Tôi đã trải qua 2 năm mà tôi rất không hạnh phúc ở mặt cá nhân. Tôi không thể tận hưởng nó. Tôi có một tháng tuyệt vời với chiến thắng World Cup, nhưng ngoài ra, đó là một giai đoạn khó khăn đối với tôi. Tôi muốn tìm lại niềm vui, tận hưởng sự hạnh phúc bên gia đình, con cái và cuộc sống hàng ngày. Và đấy là lý do quyết định về Barcelona của tôi không xảy ra. Chuyển đến Inter Miami đánh dấu sự kết thúc cho khoảng thời gian lừng lẫy của Messi ở châu Âu. Anh rời khỏi lục địa này với danh hiệu là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu. Tổng cộng 496 bàn thắng của Messi vượt qua cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chỉ một bàn. Lionel Messi cũng có một thời gian huy hoàng tại Barcelona và được coi là cầu thủ vĩ đại nhất của Blaugrana. Trước khi rời câu lạc bộ vào năm 2021, anh đã ghi được 672 bàn thắng và cung cấp 303 đường kiến tạo trong 778 trận đấu cho câu lạc bộ. Ngôi sao người Argentina đã giành 34 danh hiệu cùng Barcelona, bao gồm 4 chức vô địch UEFA Champions League, 10 chức vô địch La Liga, 7 cúp đeo giày và nhiều danh hiệu khác tại Tây Ban Nha. Đấy là một giai đoạn đặc biệt từ nhà ảo thuật nhỏ bé này. Lionel Messi gia nhập PSG vào mùa hè năm 2021 và không giấu giếm tham vọng trở lại La Liga, nhưng cuối cùng lại chọn sang Mỹ chơi bóng. Dù việc chia tay là khó khăn, các fan Barca vẫn hy vọng rằng cầu thủ 7 lần giành quả bóng vàng sẽ trở lại câu lạc bộ trong một thời điểm nào đó.